Vậy cháu đến để gặp Brian ư? Muộn thế này ư? Đi một mình sao? Vâng ạ. Sarang, Brian. Trời ạ, tống hết cái bánh mì hết hạn đó đi, thật là sảng khoái. Chú ạ, cháu chào chú. Này nhóc, cháu làm gì đây thế? Cháu đến để gặp Brian ạ. Một mình ư? Vâng. Mẹ ơi, con và Sarang có thể vào phòng con được không ạ? Được. Đi đi nào. Trông chúng đáng yêu đúng không chị? Mình à? Con còn làm gì vậy? Nhanh gọi cho mẹ con bé đi. À vâng ạ. Bắt đầu thôi nào. Tôi là bật đất. Hãy kể tên một quốc gia nào. Rian trước. 1, 2, 3, 4. Tên quốc gia Hàn Quốc. Tên quốc gia Philippines. Tên quốc gia Nhật Bản. Tên quốc gia Hoa Kỳ. Tên quốc gia Trung Quốc. Tên quốc gia Italia. Đợi đã. Cháu biết Ý ư? Tất nhiên ạ. Cháu đã đến Ý cùng với bố mẹ vào năm ngoái ạ. Chà, đến đấy ư? Mỗi kỳ nghỉ, nhà cháu đều đi du lịch thật xa bằng máy bay ạ. Ganh tị quá, tớ chưa được đi máy bay bao giờ. Một ngày nào đó, cháu sẽ có thể đi máy bay nhiều hơn cháu muốn luôn ấy. Thật sao ạ? Thật, tất nhiên rồi. Sarang, bố cháu làm gì thế? Cháu không chắc ạ, nhưng bố làm về bất động sản. Bất động sản ư? Tôi là mặt đất. Hãy kể tên một quốc gia nào. Won Chu là tôi đây. Con gái cậu đang ở nhà tôi. Gì cơ? Sarang ở đó sao? Không thể tin được. Cho tôi địa chỉ ngay đi. Được rồi, tôi sẽ đợi. Mau đến đón con bé đi. Vậy cô bé ở trong phòng Rian là con gái của bạn con à? Không phải bạn ạ. Chỉ là một người học cùng lớp cấp 3 thôi ạ. Cũng như nhau cả thôi. Dù sao thì hai đứa là bạn với nhau ở trung tâm luyện thi. Và Sarang đã bảo vệ khi Rian bị bắt nạt. Vậy ư? Vậy bộ mặt của con thế kia là sao hả? Con phải thấy mừng với bạn của con gái mình chứ. Chuyện là con và mẹ của Sarang có nhiều chuyện hơi phức tạp ạ. Sao mọi thứ với con đều phức tạp vậy? Cháu thấy Việt Nam ở đây không? Chú đã có một vụ làm ăn rất lớn ở đây. Ôi, chú thật là ngầu quá đi. Chú của tớ làm việc ở nước ngoài đấy. Vậy chắc chắn là tiếng Anh của chú rất tốt ạ. Tiếng Anh ư? Tất nhiên rồi. Để làm việc ở nước ngoài thì tiếng Anh là điều bắt buộc. Chị dâu à, chị thấy đấy, em đang trông trẻ rất tốt. Chị có chuyện muốn nói với hai cô bé. Phiền chú tránh đi một chút. Vậy là em không được nghe sao? Đúng vậy. Vâng. Sarang, lát gặp lại cháu nhé. Vâng, thưa chú. Sarang, mẹ cháu sẽ sớm đến đây. Mẹ cháu ạ? Không đâu ạ. Dù cho cháu có thích Rian thế nào, thì đến đây một mình giờ này cũng rất nguy hiểm. Và Rian nữa, lẽ ra con không nên nói cho Sarang biết địa chỉ của chúng ta như thế. Lỡ có chuyện gì thì sao? Con xin lỗi ạ. Không phải lỗi của Rian đâu ạ. Là cháu đến đây mà không nói cho mẹ biết. Vì mẹ bảo cháu không được chơi với Rian. Gì cơ? Cô ấy đã nói gì vậy? Tớ xin lỗi Rian.
Được rồi, cô sẽ thử nói chuyện với mẹ cháu. Và từ bây giờ trở đi, nếu cháu muốn gặp Rian, cháu phải bảo mẹ cháu đưa cháu đến đây. Cháu biết chứ? Vâng ạ. Gì? Dì đã dùng kem của cháu sao? Hả? Ừ, của dì hết rồi. Dì chỉ dùng một ít thôi. Dì chỉ lấy một phần bé tí thôi mà. Cái gì trên môi dì nữa vậy? Dì đã dùng son môi của cháu nữa. Màu của nó rất đẹp. Dì à, kem và son môi đấy rất là đắt tiền đấy. Cháu đã mua chúng ở trung tâm thương mại cao cấp để dành cho lần ra mắt ở Mỹ mà. Ra mắt ở Mỹ ư? Con đang nói cái gì vậy? Để sau đi mẹ, con sẽ nói cho mẹ biết khi nó được xác nhận. Bori, con lại ra ngoài gây rắc rối nữa sao? Mẹ à, không phải như thế, đừng lo ạ. Dù sao thì trông dì cũng rất lạ. Dì lén dùng mỹ phẩm của cháu rồi lúc nào cũng cười khúc khích với cái điện thoại. Dì đâu có. Dì à? Lẽ nào... Dì cơ? Dì đang hẹn hò sao? Hẹn hò ư? Bori, con đang trêu dì con chỉ vì dì ấy đã dùng kem của con ư? Chi bằng con giới thiệu ai đó cho dì trước đi. Chị này, không phải sao? Mình đã bỏ lỡ gì chăng? Chà, Sơ Châu Hy đã nói dối mọi người và sống ở đây sao? Tôi hiểu vì sao cậu lại nói dối về việc sống ở Gangnam rồi. Hẳn là cậu đã thảm hại lắm đây. Này Nô Uôn Chu. Châu Hy, bạn con vừa nói gì cơ? Mẹ à, mẹ bị lãng tai rồi à? Chị ấy nói là gia đình anh Nam Gu thảm hại lắm rồi. Này cô kia, chứ cô đã giúp được gì cho gia đình tôi hay là gì à? Ôi trời ơi, này Châu Hy. Cô đã đến đây rồi, vậy thì dùng một tách trà nhé. Chẳng có chỗ nào để mà ngồi uống trà đây cả. Tôi sẽ đón con gái tôi về. Bang Sarang, con ở đâu hả? Bang Sarang, mau ra đây đi. Chúng ta phải đi về nhà. Rian, tớ phải làm gì đây? Tớ không muốn về nhà đâu. Nhưng mẹ cậu đến rồi. Bang Sarang, con không mau ra đây. Con không mau ra đây đi về ư? Con muốn ở trong cái ổ chuột này à? Cái cô này thật là... Này cô kia, là bạn của Châu Hy thì không phải cô nên chú ý cách hành xử sao? Cô cư xử thật kém văn minh quá đấy, gì cơ chứ? Mẹ à... Mẹ của Sarang à, nếu như cô to tiếng vào giờ này thì hàng xóm của chúng tôi sẽ phàn nàn về tiếng ồn đấy. Vậy nên cô hãy bình tĩnh, tôi sẽ nói chuyện với Sarang. Thôi đi, người chú giang hồ của Rian thì tránh ra dùm đi. Giang hồ ư? Đúng vậy. Anh đã dọa bọn trẻ ở trung tâm, bảo là sẽ đốt nhà của chúng kia mà. Chuyện đó... Và bọn chúng nghĩ là nó đang nói nghiêm túc ư? Bọn trẻ ở khu đó chắc đều đầu đất hết rồi. Dù sao thì bác này, tôi không phải là bạn của con dâu bác đâu. Trông tôi giống bạn của cô ta ư? Tôi là một đẳng cấp khác biệt. Đẳng cấp ư? Cách cô ăn mặc cho tôi biết cô là một kẻ vô học, chẳng qua là giàu phất lên nhờ vào mảnh đất của gia đình cô từng canh tác thôi.
Đúng không, Saku? Gì cơ? Bác nói gì cơ? No Unchu, cái gì? Ra ngoài. Chúng ta sẽ nói chuyện riêng ở bên ngoài. Bình à, chúng ta phải khuyên Sarang về nhà trước đã. Em có lời phải nói với Unchu. Đi thôi. Bình à, Châu Hy. Cậu nghĩ như thế mà làm tôi sợ ư? Được thôi, đi thì đi, nói chuyện cho xong nào. Kuno à, tránh ra. Anh ơi, kệ họ đi, họ sẽ ổn thôi mà. Thật điên mất thôi, thật là vô văn hóa mà. Trời ạ, à, gì cơ? Đẳng cấp ư? Này, Sơ Châu Hy, hãy giải quyết cho xong ngay tại đây thay vì đi xa hơn đi. Nô Uân Chu, tôi đã tử tế gọi cho cậu đến đón con gái về. Tại sao cậu lại gây sự ở nhà tôi cơ chứ? Gây sự? Sao tôi có thể không chứ? Con gái cậu đã dụ dỗ con gái tôi đến đây. Gì cơ? Dụ dỗ ư? Không ư? Tôi phải ngăn chặn chuyện này từ trong trứng nước để nó không tái diễn nữa. Sao cũng được. Cậu đã nói với con gái cậu là không được chơi với Rian đúng không? Thì sao chứ? Cậu không biết câu gió tầng nào gặp mây tầng đó à? Người ta nên ở trong vòng kết nối kinh tế xã hội của mình để tránh bị hạ thấp xuống ngang tầm với vị trí của cậu chẳng hạn. Quả thực là một điều hay để dạy cho con. Tôi muốn lôi cậu xuống lắm, nhưng vì Sarang, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Nếu cậu không bỏ qua thì sao chứ? Cậu sẽ làm gì được hả? No Unchu, tôi không biết làm sao mà một người xấu xa như cậu lại có thể sinh ra một cô con gái đáng yêu như vậy. Xấu xa ư? Này Sơ Châu Hy, cậu nói xong chưa hả?